cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị đề nghị khai trừ đảng. Vi phạm của ông Trần Văn Minh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 10 đến 12 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 29 xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh, 63 tuổi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng. Theo đó, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng từ 2011 đến 2014, ông Trần Văn Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, về quản lý sử dụng tài sản công, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước. Vi phạm của ông Trần Văn Minh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng, gây bức xúc trong xã hội. Cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Trần Văn Minh. Trước đó, chiều 9 tháng 8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũng đã họp và thống nhất đề xuất khai trừ đảng đối với ông Trần Văn Minh. Giữa tháng 4, mở rộng điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ, Bộ Công an đã khởi tố hai cựu chủ tịch Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến, 64 tuổi, cựu chủ tịch Đà Nẵng từ 2011 đến 2014. Trong đó, ông Minh bị bắt giam, ông Chiến được tại ngoại. Hai ông này cùng bị khởi tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015. Cuối tháng 7, Bộ Công an đã đề nghị chính quyền Đà Nẵng phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý và tạm dừng giao dịch đối với tài sản thuộc sở hữu của các bị can trên. Atlantis now beginning what is known as the pre-flare maneuver. It will pull the nose up a little bit right before it hits the runway. Its speed now 320 miles per hour. The gear is down and locked. Main gear touchdown. Atlantis's nose being now rotated down toward the runway, the chute being deployed. And nose gear touchdown. Space Shuttle Atlantis now comes home to the Kennedy Space Center for the final time. 25 years, 32 flights, and more than 120 million miles traveled. The legacy of Atlantis now in the history books.